niềm tự hào của tất cả phụ nữ nữa đúng không ạ? Và tối ngày hôm nay quý vị thấy là đây là sự đầu tư rất là lớn. Xin chào tất cả mọi người. À, nói chơi hay hạn chứ? Ok. À, với MOI thì Hà là người đồng sáng lập và cũng là người chịu trách nhiệm sáng tạo ra tất cả những sản phẩm của MOI, những gọi là những sản phẩm trang điểm cho phụ nữ Việt. Và như những lần trước, Hà luôn cam kết bằng uy tín của mình, đó chính là tạo ra những sản phẩm tốt nhất, mang chất lượng quốc tế, nhưng mà giá thành thì ai cũng có thể mua được. Và hôm nay thì đặc biệt là một sản phẩm mà Hà và Lâm Thành Kim và ông Randy và cũng như gia đình của MOI đã vô cùng tự hào khi mời được người bạn lâu năm của mình, đó chính là siêu mẫu hàng đầu Việt Nam Thanh Hằng đã cùng sáng tạo ra dòng sản phẩm lần này. Và vì sao mà gọi tên là The Stars, những vì sao ạ? Bởi vì nếu mà quý vị một lát nữa nhìn thấy thỏi son này thì quý vị sẽ đồng ý là sẽ không còn gì và rực rỡ lấp lánh hơn nữa. Chính vì vậy mà qua đây xin được gửi lời cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người có mặt trong buổi tối này và lời cảm ơn đặc biệt cho siêu mẫu Thanh Hằng. Lời cảm ơn đến MOI Composite của Lâm Thành Kim, Randy và Hồ Hà đã gửi lời mời tới Hằng là khoảng 5-7 lượt rồi và vẫn kiên định với cái lời mời đó. Hằng thật sự rất là trân quý với cái lời mời này. Và lúc đó thì cái thời điểm nó cũng không phù hợp, lúc thì Hằng bị quay phim, lúc thì kẹt lịch quay trường thực tế, có liên quan tới các xe không ta? Và ngày hôm nay thì đặc biệt một cái một sự nâng cấp mới, một sự đặc biệt mới của MOI là chất lượng thỏi son, ngay cả packaging cây son cũng đã có sự khác biệt và chất lượng son cũng có sự khác biệt, cho nên Hằng cảm thấy Hằng rất là may mắn khi mà kết hợp lần này với MOI ra một sản phẩm đặc biệt unique nhất từ trước đến nay. Dạ. Đức mẹ ơi, tôi nói luôn nha. Khai luôn vậy hả? Bạch mặt luôn nè. Bạch mặt luôn vậy. Một trong những ngôi sao khó nhất Việt Nam. Trời ơi. Đó, thấy chưa, nói xong là chạy qua đây liền. Phải không chị? Không có khó mà. Thôi bây giờ chị trần tình đi, bây giờ làm sao mà không khó nè. Thật ra thì cũng đam mê nhan sắc đó. Đó. Có trùng riêng 11 giờ đêm. Dạ. Rồi xong rồi tất cả mọi người ở trong Kim, như là Kim thì đặc biệt hết là Hằng thấy được cái sự trân quý của MOI dành cho mình. Thật sự rất trân trọng. Và khi mà Hằng làm việc thì Hằng mới thấy là rõ ràng tại sao MOI thành công. Vì họ rất chuyên nghiệp, họ rất là nhạy bén, họ rất là tâm lý và tinh tế, chu đáo trong đó. Cho nên chuyện mà ngày hôm nay mà sau 4 năm thật sự để mà thành công và cả nước được biết đến MOI thì đó là một sự rất đặc biệt và rất là giỏi của ekip MOI. Yeah. Còn cả hôm nay tôi đến chính là không hề khó tính quý vị nha. Để cái người khó phát biểu như vậy mới là hay. Đúng rồi. Quá em ơi, hai chị đứng cạnh nhau luôn. Dạ, thật sự phải nói là chúng ta phải khó quý vị. Phải khó mới có thể là làm ra những cái điều mà tuyệt vời nhất và cho những khách hàng của mình. Tại vì mình xung tin là 4 năm qua rồi có rất là nhiều sự cải tiến mà em rất là nể chị Hà và cả ekip anh Kim nữa, là mọi người luôn luôn tìm những cái công nghệ mới nhất. Và đây nè quý vị nha, là một công nghệ mới nhất luôn và rất là nổi tiếng tại Ý. Và tối ngày hôm nay chị Hà sẽ chia sẻ với tất cả quý vị cái công nghệ này. Hay là bây giờ mình để cho mọi người sẽ xem video clip sau đây để hiểu rõ hơn là vì sao chúng ta sẽ có buổi tối này. Dạ vâng.